Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Singapore hiện được biết đến là một đất nước lý tưởng cho sinh viên lựa chọn để du học. Với tốc độ phát triển thần kỳ trong những năm qua, Singapore khiến không ít các nước láng giềng trong khu vực phải ngưỡng mộ và đáng học hỏi. Đó cũng là lý do vì sao ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn Singapore để du học. Họ muốn được tìm hiểu và học tập điều gì đó từ đất nước nhỏ bé này. Không chỉ vậy, du học tại Singapore bạn còn tiết kiệm được rất nhiều so với du học các nước châu Âu, mà vẫn được học tập và sống trong một môi trường chất lượng cao. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về du học tại Singapore. Về hệ thống thì Singapore là đất nước có nền giáo dục cao với hệ thống các trường công lập được xếp hạng trên thế giới. Singapore còn thu hút được sự hợp tác của hơn 10 trường đại học hàng đầu thế giới, tạo ra một mối liên kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế. Trong đó có các trường được nhiều người biết đến. Hệ thống các trường này tạo cho các sinh viên nhiều cơ hội nghiên cứu và giành được học bổng. Và tại đây rất nhiều các sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp và được thế giới đánh giá cao. Về chương trình đào tạo, thế mạnh của hệ thống giáo dục Singapore nằm trong danh sách song ngữ, tiếng Anh và tiếng bản ngữ, là một chương trình giảng dạy phong phú, trong đó sự sáng tạo và tính liên kết giữ vai trò chủ đạo. Chương trình đào tạo nhiều cấp độ bao gồm các chứng chỉ, văn bằng cử nhân và sau đại học. Các kỳ thi như chứng chỉ O-Level và A-Level được tổ chức bởi Bộ Giáo dục Singapore và Hội đồng thi của trường Đại học Cambridge của Anh Quốc. Chứng chỉ O-Level và A-Level được công nhận trên toàn cầu và được coi như yêu cầu đầu vào của các trường đại học trên thế giới, bao gồm các trường dự bị đại học và cao đẳng công lập tại Singapore. Thời gian đào tạo cho chương trình tiếng Anh là từ 2 đến 10 tháng, dự bị đại học 4 đến 7 tháng, cao đẳng là từ 7 tháng đến 1 năm, đại học là từ 2 đến 3 năm và sau đại học là 1 đến 2 năm. Giáo viên tham dự giảng dạy các trường công quốc lập ở Singapore thường là những giáo sư đầu ngành. Ngoài sự tin cậy và phong phú về tri thức, các thầy cũng sẵn lòng giúp đỡ cho sinh viên ngoài giờ học khi các em có những thắc mắc cần giải đáp. Và để tìm trường chọn ngành phù hợp cho bản thân, các bạn hãy liên hệ đến Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Về hệ thống thư viện, phòng học tại đây rất hiện đại và tiện nghi với hệ thống phòng đọc, phòng học, phòng chơi nhạc, phòng vi tính với mạng internet phục vụ miễn phí giúp cho sinh viên dễ dàng tra cứu tài liệu và thực hành việc học ngôn ngữ. Cùng với hệ thống thư viện, phòng học hoạt động hầu hết các giờ trong ngày, sinh viên có thể tham gia các hoạt động giải trí khác như là chơi nhạc, đọc sách hoặc tham gia các môn thể thao. Khuôn viên ký túc xá có cả phòng tập thể hình, sân bóng chuyền, bóng đá, bóng ném, v.v. Tất cả các phương tiện này sinh viên đều được sử dụng miễn phí. Về chi phí sinh hoạt, chi phí hàng tháng hoặc chỗ ở là khoảng từ 350 đến 500 đô, ăn uống là từ 200 đến 350 đô, về phương tiện giao thông công cộng từ 40 đến 80 đô, điện thoại là từ 20 đến 30 đô và các chi phí cá nhân khác, dự tính là khoảng từ 670 đến 1.160 đô. Tiêu chuẩn sống cao cấp tại Singapore cũng là một trong những lý do thu hút được du học sinh các nước đến đây học tập. Trong một cuộc khảo sát gần đây cho thấy chất lượng sống tại Singapore hơn hẳn ở New York dựa trên tiêu chuẩn đánh giá thuộc 39 lĩnh vực, bao gồm ổn định chính trị, tự do cá nhân, ô nhiễm môi trường, chất lượng chăm sóc y tế, trường học, nhà trường và nhà hát, v.v. Bên cạnh đó, Singapore còn là một quốc gia an toàn nhất trên thế giới và không có sự đe dọa về thảm họa như động đất hay bão táp. Quốc gia này liên tục được xếp hạng cao trên thế giới về tính an toàn, là đất nước thứ ba trên thế giới với tỷ lệ tội phạm rất thấp. Kết quả này được trụ lại với sự hợp tác song song giữa cộng đồng và cảnh sát để tạo nên một quốc gia an toàn. Và các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay đến chúng tôi để được tư vấn miễn phí về chương trình du học tại Singapore cũng như là các nước qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Và hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Các bạn có thể truy cập vào các website của công ty, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin chào các bạn, Nhu
cầu được đi du học nước ngoài để nâng cao trình độ, kỹ năng cũng như nhận được bằng cấp quốc tế luôn là niềm mong mỏi và nhận được sự quan tâm của đa số các bậc phụ huynh và học sinh. Và trong chương trình chia sẻ du học hôm nay, chúng ta hãy cùng bạn Nguyễn Thị Hương, một du học sinh vừa nhận được Student Pass du học Singapore, sẽ cùng chia sẻ cho chúng ta lý do tại sao lại chọn Singapore là điểm đến du học. Xin chào Hương. Dạ, em chào chị. Thì Hương có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của Hương cho các bạn biết hay không? Năm nay em tên Nguyễn Thị Hương, năm nay em 19 tuổi. Em mới du học ở Singapore một tháng rưỡi về tại EF và bây giờ em muốn chuyển sang một trường khác ở Singapore. Trường em muốn chuyển là trường Nam Giang. Em thấy Singapore là một nước nước phát triển, học sinh có thể giao tiếp với những được học trong một môi trường quốc tế rất là đa dạng, tại vì rất là nhiều sinh viên tới đó học. Con người ở Singapore cũng rất là thân thiện. Singapore được đánh giá là một trong những quốc gia có sở hữu thế giới và em muốn tìm hiểu Singapore một thời gian. Đó là lý do em muốn học ở Singapore. Nhờ dự định của em là sau khi học một khóa tiếng Anh ở Singapore, em sẽ tiếp tục đi Canada để học. Nhưng mà nếu em cảm thấy Singapore là một môi trường tốt hoặc thích ở lại Singapore thì em sẽ ở lại Singapore. Thì nếu sau khi mà em có, ví dụ như là em có cái visa Canada đi, thì em qua Canada thì em cái dự tính của em là sẽ học cái ngành gì ở Canada? Dạ, em định học nurse hoặc là ngành giáo viên. Qua đâu em biết được trực dụng của từng đại dương? Khi em ở Singapore em muốn chuyển trường thì em tìm hiểu trên mạng là những công ty uy tín hàng đầu của, những công ty tư vấn du học hàng đầu của Việt Nam thì Tân Đại Dương là một trong những công ty đó và em quyết định chọn Tân Đại Dương. Thì cái người làm hồ sơ của em là người nào của Tân Đại Dương? Chị Lâm Nhi Sa. Em cảm thấy chị Lâm Nhi Sa là một người rất tốt, lúc mà em chỉ gọi điện không thôi chứ chưa có nói là làm tư vấn gì hết, thì chị cũng tư vấn rất là nhiệt tình là việc chọn trường như thế nào, trường đó có hợp với em hay không. Chị rất là nhiệt tình nói về cái việc rất là cụ thể, giải thích em là mặt đó tốt và mặt đó xấu như thế nào. Và khi em đưa ra quyết định chọn trường thì chị cũng đưa ra những trường khác rất là nhiều để em chọn được, chứ không đưa ra một trường và áp đặt em vào cái trường đó. Em cảm thấy ở Tân Đại Dương là đội ngũ tư vấn rất là tốt. Ở trong quá trình làm hồ sơ thì em cũng đi hỏi nhiều trung tâm khác rồi, thì những trung tâm khác không có liên hệ với lại học sinh kỹ như là Tân Đại Dương, là có những chuyện gì Tân Đại Dương báo ngay lập tức, hoặc là để có những để học sinh để chuẩn bị tâm lý nói cái việc đó có khả năng bao nhiêu phần trăm, chứ không như những trung tâm khác là không có nói, không có liên kết chặt chẽ cho học sinh biết, nên không có biết là có những việc xảy ra, đến khi xảy ra rồi thì học sinh mới biết cái việc đó, nên em cũng tự hỏi Tân Đại Dương là chung. Rồi, thì cái thời gian mà em lập hồ sơ đến khi mà em có cái student pass thì thời gian có bao lâu? Dạ, khoảng 3 tuần. Dạ. Em cảm thấy là nhanh hơn ở những trung tâm khác, tại vì những trung tâm khác nói với em là 4 tuần, hoặc là với lại hồ sơ của em thì nó khó hơn những hồ sơ của bạn khác khi đi làm ở Singapore, nên khả năng nó đậu không cao như những bạn khác. Nên lúc em ở Tân Đại Dương làm hồ sơ thì cũng không có tin tưởng lắm, nhưng mà khi có visa rồi, có student pass rồi em cũng hơi bất ngờ. Thì em cảm thấy là rất là bỡ ngỡ và cũng đặc biệt là rất là vui, đúng không? Dạ. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn Hương đã cùng với Tân Đại Dương chia sẻ cái buổi mà hôm nay. Thì dạ, một lần nữa Tân Đại Dương xin chúc cho Hương qua Singapore học thật tốt, cũng như là chọn cái đúng chuyên ngành của mình. Dạ. Rồi cảm ơn Hương.